Trong cuối tuần qua, đại diện Sở Giao thông Vận tải cho biết Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận đề xuất và giao sở này ký kết hợp tác với doanh nghiệp vận tải để triển khai hai tuyến bus đường sông đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6 tới. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến tuyến buýt đường sông số 1 bến Bạch Đằng Linh Đông sẽ được thành phố Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động tuyến buýt đường sông vào đầu tháng 6 năm nay. Sau khi tuyến số 1 đi vào hoạt động, chủ đầu tư hai tuyến buýt đường sông sẽ đưa vào khai thác tuyến buýt đường sông số 2 bến Bạch Đằng quận 8. Cả hai tuyến buýt đường sông sẽ được kết nối với các tuyến xe buýt để đưa đón hành khách đến các địa điểm trong thành phố và ngược lại. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải đang thực hiện thủ tục xác định ranh, mốc và sẽ tiến hành bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư xây dựng bến bãi, nhà chờ hành khách. Tuyến số 1 Bến Bạch Đằng Linh Đông dài khoảng 10,8 km, có lộ trình từ Bến Bạch Đằng quận 1, tàu sẽ di chuyển trên sông Sài Gòn ra kênh Thanh Đa và quay lại sông Sài Gòn đến vị trí bến khách ngang sông Bình Quế, khu vực phường Linh Đông quận Thủ Đức và ngược lại. Tuyến số 1 có bảy bến đón trả khách thuộc các địa bàn quận 1, 2, Bình Thạnh và Thủ Đức. Tuyến số 2 của bích sông có chiều dài 10,3 km, có lộ trình từ bến Bạch Đằng, quận 1. Tàu sẽ theo sông Sài Gòn về đặt bến Nghé và kênh Tàu Hữu đến bến Lò Gớm, phường 7, quận 8 và ngược lại. Tuyến số 2 có 7 điểm đón trả khách thuộc các quận 1, 4, 5, 6 và 8. Theo kế hoạch thời gian đầu, nhà đầu tư sẽ đưa vào khai thác hai tàu buýt đường sông, sau đó sẽ tiếp tục tăng cường 6 tàu, loại 80 chỗ để phục vụ hành khách đi lại trên hai tuyến. Tổng vốn đầu tư hai tuyến buýt đường sông là trên 120 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOO, tức là xây dựng sở hữu kinh doanh.